Hello guys, it's me, I'm Tang from Amalish, and this is the first video to study pronunciation through action quotes. Xin chào mọi người, mình là Miss Tang đến từ Amalish. Và như đã hứa thì đây Tang quay trở lại với video clip thứ 3 về học phát âm thông qua các câu nói chuyện động lực. Ok, như mọi khi chúng ta sẽ bắt đầu đọc và dịch câu quote hôm nay Tang đưa ra cho mọi người. Và sau đó bước thứ 2, mình sẽ bắt đầu tách từng âm và những cái kỹ thuật âm mà Thanh thấy mọi người cần phải lưu ý, hay là những cái âm khó đọc mà chúng ta sẽ có thể luyện cùng với nhau. Và khi mà các kỹ thuật âm như vậy, các cái dấu hiệu nhận biết âm như vậy thì Thanh sẽ ghi ở cái cột tips ở bên tay trái của Thanh nhá. Ok, và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của câu nói này và các bài học để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau, để chúng ta có thể cùng nhau phát triển cũng như là học phát âm thông qua các câu nói chuyển động được nhá. Ok, are you ready? There we go. Ok, bắt đầu nha. Mình sẽ đi vào đọc dịch câu này đầu tiên này. You don't have to be great to start, but you do have to start to be great. Yes. Câu này tạm dịch thì có nghĩa là gì ạ? Bạn không cần phải tuyệt vời để bắt đầu, nhưng mà bạn sẽ phải bắt đầu để trở nên tuyệt vời. Yes, câu này khá là hay. Bây giờ mình sẽ đi vào tách từng âm một nhá. Đầu tiên này, you, right? Câu âm này mình cũng gặp rất nhiều trong các cái clip trước đúng không ạ? Ok, cái âm này mình không đọc là you, mà mình sẽ đọc là you. Âm y, cách đọc cái âm y này mình sẽ bắt đầu từ âm y và trượt tới cái âm nguyên âm đằng sau, mình sẽ đọc là you. Và nguyên âm đằng sau của cái từ này đó từ u dài, đó, mình sẽ đọc là you. Yes, you. Ok, đây phiên âm là như này nhá. Ok, next. Từ tiếp theo, cái từ này mình cũng gặp rồi đúng không ạ? Don't, ok? Mình sẽ đọc là O. Ok, repeat after me. O. Âm O ở đây, chữ O ở đây mình sẽ đọc là âm O. Ok, nguyên âm đôi nhá. Yes, như thế này. Ok, và tách âm là N và T là hai phụ âm khác nhau, gần nhau. Mình sẽ tách giữa N và T nha mọi người. Yes, thì cái này có một âm tiết nhưng mà có hai âm đọc. Mình sẽ đọc là Don't. Ok, good job. Next. Tách âm nào. V là âm đứng giữa hai nguyên âm A và E. Mình tách trước V đúng không ạ? Ok. Và một cái tips hôm trước mình học rồi, E đứng cuối từ là luôn luôn câm. Tức là cái âm E, chữ E đấy mình sẽ không được phát âm đúng không ạ? Mình sẽ là âm câm. Tips thứ nhất, E cuối từ là silent sound, right? Ok. Là âm câm. Tức là cái từ chữ E đấy nó sẽ không được phát âm ra. Ok. Cho nên mình sẽ đọc cái từ này là Have. Ok, chữ V mình đọc nào ạ? Chữ V mình đọc nào? Mình sẽ chọc các cái hàm răng trên và mình đặt ở dưới môi dưới. Ok, đặt hở phía trong thôi nhá. Mọi người đừng có đặt như này. Ok, mọi người đặt hở phía trong thôi. Mình sẽ khi mà phát âm ra cái âm này âm hữu thanh, cho nên là dây thanh quản của mình rung. Các bạn đặt cái tay ở trong cái cổ của mình đúng không ạ? Thì nó sẽ phải rung. Ok, mình sẽ đọc này. Ok, mọi người đặt cái dạ hàm răng ở về ở cái môi phía dưới, nhưng mà đừng có để chìa ra ngoài quá nhá. Ok, mình sẽ là have. Ok, cái từ này mình sẽ đọc là âm ơ. Yes, er. Have. Ok, you don't have. Next, từ tiếp theo, to. Cái từ to đúng không ạ? Mình sẽ đọc là to. Đọc lướt đi đúng không? Nhưng trong giao tiếp mình đọc lướt đi, nó cái biến đổi thành âm ơ. Thì mình sẽ đọc là to. Thơ. Yes. Thơ nha mọi người. Âm ngắn. Thơ. Cái từ tiếp theo đó là từ be. Ok. Y này là y dài. Y cười á. Mọi người xem nha. Mọi người nhìn cái miệng của Thanh để mình phát âm cho chuẩn nhá. E. 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 B. 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 Ok. Chỉ cần cười nhẹ ra là có thể phát âm được âm này đúng không ạ? Yes. Ok. B. Ok, repeat after me. B. B. Good job. Ok, âm y dài nha mọi người. Rồi, tiếp. Cái từ great. Từ này rất là hay. Thanh nghe học viên hay là một số người Thanh gặp ấy hay phát âm là great, great, great. Ok, không phải vậy nhá. Mình sẽ đọc là cái âm ea ở đây ấy. Hôm trước mình có học đúng không? Ea là dấu hiệu của âm y dài. Thế nhưng mà đây là trường hợp ngoại lệ. Ea này sẽ không được phát âm y dài nữa, mà nó sẽ được phát âm là âm a. Yes, cái âm a hôm trước mình học rồi đúng không? Là cái âm là từ e trượt tới y. Mình sẽ đọc là a.
A. Yes, âm A đúng không ạ? Ok. Mình sẽ đọc là great. Great. Lưu ý nhá, từ này mình sẽ có hai âm đọc nhá. Mình tách âm này, G, R là hai phím khác nhau, gần nhau mình tách. Ok, mình sẽ đọc là G, G, G. Great. 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 Yes, good job. Ok, next. Đó, cái từ đấy mình lưu ý mình không đọc là great hay là great gì đó. Mình sẽ đọc là great. Ok, great. Good job. Khi mà tách âm thì mình sẽ kiểm soát được cái số lượng âm đọc trong một cái từ đấy của mình đúng không ạ? Rồi, tiếp cái chữ tone này tiếp rồi này. Âm này tách âm nào? S và T là hai phụ âm khác nhau gần nhau thì mình sẽ tách giữa S và T nha. Rồi, R và T là hai phụ âm khác nhau gần nhau, giờ tách giữa R và T. Câu này à, cái từ này là một cái từ có một âm tiết, tuy nhiên là mình sẽ cần phải bật ra ba âm đọc. Thứ nhất là âm S, thứ hai là âm tha, tha. Thứ ba là âm t, t. Vậy thì mình sẽ ghép vào, mình sẽ đọc là start, 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 start. Yeah. Ok. Thì cái lưu ý cho Thanh, âm AR đây là dấu hiệu của âm A dài. Ok, AR là dấu hiệu của âm A dài. Mình đọc là R, R, R. Và mình đọc là start, start, start. Ok, start. Ok, next. But, right? Âm U đọc là âm U, U. Ok, U. But, 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 but. Ok. You do. Cái từ này đọc là U dài nhá. O đây U dài. Do, do, G. Ok, do. Ok, but you do, you do. Ok, U dài. Ok, nó từ này giống từ trên đúng không ạ? Have, have. Đây là phụ âm tách giữa à, đứng ra hai bên em mình tách trước V đúng không ạ? Và E là âm tâm thanh tạm thời gạch đi. Vậy cái từ này mình đọc là have, have. Âm ơ, yes. Đọc là have, 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 have. Ok. To start. Tách âm như trên. Ok, mình đọc là A dài và mình đọc là start, start, start. To be great. Tách âm như thường nhá. Great. Ok, hôm nay ít bài ha. Great, great, great. Lưu ý cho Thanh này. Ở đây câu này, trong câu này có một cái cấu trúc ngữ pháp mà Thanh cần lưu ý cho mọi người nhá. Đó là cái âm này. À, đó là cái phần này. You, but you do have to start. Mọi người nhìn thấy cái gì khác lạ đúng không ạ? Ở đây là âm câu khẳng định. Câu khẳng định. Thế nên là tại sao lại xuất hiện cái trợ động từ do ở đây ạ? Đúng không? Ok, Thanh giải thích luôn nha mọi người nhá. Bởi vì thông thường chỉ có câu phủ định mình sử dụng trợ động từ thôi đúng không ạ? Thế nhưng mà trong câu khẳng định, mà trong câu giao tiếp thông thường hàng ngày của mình ấy, nếu mà mình thực sự muốn nhấn mạnh một cái điều gì đó thì mình vẫn cho thêm trợ động từ vào cái câu khẳng định đó. Ví dụ Thanh nói là I love you, I love you, I love you, right? Tôi yêu bạn đúng không ạ? Nhưng mà Thanh vừa nói là Thanh thực sự rất là yêu bạn thì Thanh có thể nói là I do love you. Thanh nhấn mạnh là to do đó. I do love you. Còn cô ấy thực sự là yêu anh ấy, mình nói là she does love him. She does love him. She does love him. Yes. Okay. I love you. Right. Thanh nối âm. E câm thì nối là I love you. Hoặc là she thêm do nè. She does love him. Good job. Mình có thể là I do love you hoặc là she does love him. Ok. Để cái nhấn là cái chủ yếu trợ động từ ở đây để mình nhấn mạnh thêm cho thêm cái câu đấy thôi đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ biết sang cái bước tiếp theo là mình sẽ đọc tập đọc đúng không ạ? Mình đọc từ đầu, mình sẽ đọc chậm từng từ một, các bạn đọc theo Thanh nhá. Sau đó mình sẽ tăng dần tốc độ và mình đọc với tốc độ tự nhiên. Ok. Mình sẽ đọc thế này nè. You don't have to be great to start, but you do have to start to be great. Good job. One more time. Nhanh hơn một xíu này. You don't have to be great to start, but you do have to start to be great. Okay. Bạn không phải tuyệt vời để bắt đầu,
Thế nhưng mà bạn phải bắt đầu để trở nên tuyệt vời. Câu này rất là hay đúng không ạ? Chia sẻ cái quan niệm của mình, chia sẻ câu nói là gì? Mình thấy là ok, đôi khi trong cuộc sống á, mình thấy là mình không đủ hoặc là không đủ điều kiện để làm một cái điều gì đó, hoặc là mình sợ, mình e ngại, mình không dám làm cái gì đó trong cuộc sống. Thế nhưng mà như cái câu này đã nói là gì? Bạn không phải tuyệt vời để bắt đầu. Tức là bạn là chính bản thân bạn, bạn có thể làm bất cứ một cái thứ gì mà bạn thích, mà bạn mong muốn, đúng không ạ? Đấy là do cái sự quyền quyết định và lựa chọn của bạn mà thôi, đúng không? Không ảnh hưởng đến người khác, bởi vì bạn làm cho bản thân bạn, không phải ai khác, đúng không ạ? Và cũng không ai làm cho bạn cả, đúng không? Và nhưng mà bạn phải bắt đầu để trở nên tuyệt vời. Bạn phải bắt đầu để trở nên tuyệt vời, tức là nào? Là mình mong muốn mình sẽ tốt hơn, mình mong muốn mình sẽ trở nên giỏi tiếng Anh hơn, mình mong muốn để mình làm một cái việc gì khác, đúng không ạ? Thì mình sẽ phải bắt đầu. Bước đầu tiên là phải bắt đầu. Còn sau đó mọi người sẽ, sau khi mà bắt đầu xong thì mọi người sẽ bắt đầu thay đổi dần dần, trải nghiệm dần dần. Lúc đó thì mọi người sẽ tìm ra được cái điều mà mọi người mong muốn trong cuộc sống. That is for today. This is the lesson I want to share for you. Đó là bài học ngày hôm nay, đó là bài học mà Thanh muốn chia sẻ cho các bạn. Nếu mà các bạn cũng có bài học nào mà gắn liền với câu khuôn này và bạn nghĩ là cái câu khuôn hoặc cái video này hay, thì các bạn cho Thanh một like và share cái video clip này để Thanh có động lực để làm thêm nhiều các cái video clip khác về thông qua cách học phát âm cũng như là chia sẻ các cái bài học trong cuộc sống hàng ngày, đúng không ạ? That is for today. Thanks for watching. Bye.